Chương trình thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến đội ba lô cũ để lấy quà. Theo đó, các bạn sẽ mang ba lô cũ đến, sau đó trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề môi trường mà ban tổ chức đưa ra và nhận lại những phần quà tương ứng với số câu hỏi trả lời được. Đặc biệt, các phần quà gồm chậu cây, sàn đá, sổ tay hay ống hút bằng tre đều do các thành viên trong nhóm thu gom và tái chế. Mọi người thường có nhiều ba lô thải ra, nhưng mà khi mà vứt đi thì nó sẽ mang tới bãi rác, nó rất là phí, nên là tụi mình có ý tưởng là tụi mình sẽ thu lại những cái ba lô cũ đó, tụi mình sửa chữa, tái chế và tặng lại cho các bạn học sinh ở vùng khó khăn để góp phần hạn chế được cái lượng rác thải thải ra ngoài bãi rác cũng như là bảo vệ môi trường. Em thấy đây là một chương trình rất là có ý nghĩa khi mà có thể giảm thải được cái lượng ba lô ra môi trường, đồng thời cũng mang ý nghĩa nhân văn rất là cao khi mà có thể giúp cho các bạn nhận được một cái ba lô mới để đi học. Bên cạnh thông điệp về môi trường, nhóm còn mong muốn hỗ trợ trẻ em khó khăn, không có đủ cặp sách vở đến trường. Những chiếc ba lô cũ sau khi tái chế sẽ được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Mình muốn chương trình của mình lan tỏa nhiều hơn, ngoài phạm vi ở trường thì mở rộng hơn ở nhiều trường đại học khác để cho các bạn học sinh, sinh viên ở vùng khó khăn, các bạn biết đến chương trình và các bạn được sử dụng là những chiếc ba lô cũ mang đúng nghĩa tái chế của nó. Được biết, nhóm ba lô xanh đã thu gom được gần 150 chiếc ba lô cũ để tái chế và sẽ trao tặng gần 500 phần quà cho khách đến tham dự chương trình. Chương trình đổi ba lô cũ lấy quà sẽ được tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 4 tháng 10 tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.